tốc độ gió bằng cách là tác động lên cánh quạt. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta tác động thì giá trị đọc về vùng nhớ tốc độ gió là 40001. Chào anh chị, hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một loại cảm biến đa tốc độ gió có mã là RK102. Đây là một loại cảm biến công nghiệp sử dụng nhiều trong các hệ quan trắc môi trường, trạm thời tiết cũng như là các hệ thống kiểm soát thông gió cho tòa nhà. Bên ngoài của cảm biến này được thiết kế bằng chất liệu là ABS, có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao, khả năng chống nước IP65. Đối với loại cảm biến này thì đặc điểm của nó là có độ nhạy cao, độ phản hồi nhanh và tầm đo từ 0 đến 45 m trên giây. Nguồn cấp cho thiết bị này từ 12 cho đến 24V DC và có hỗ trợ truyền thông là modbus RTU RS485. Sau đây em sẽ kết nối phần giác cắm, dây dẫn và phần thân của cảm biến. Sau khi kết nối xong thì phần dây dẫn đưa ra cho thiết bị này, cảm biến này là có 4 dây, trong đó có 2 dây nguồn và 2 dây truyền thông 485. 2 dây nguồn là 2 dây màu đỏ và dây màu đen, và 2 dây truyền thông là màu xanh và màu vàng. Sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách để mình đọc giá trị cảm biến về máy tính thông qua truyền thông modbus RTU RS485. Sau khi đã cấp nguồn cho thiết bị, em sẽ sử dụng một sợi cáp chuyển từ RS485 cho USB giống như thế này để kết nối với máy tính. Sau khi mà đã kết nối với máy tính, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm để đọc truyền thông modbus RTU RS485. Giống như đây, em sử dụng một phần mềm là modbus bull. Sau khi mở phần mềm lên, chúng ta vào mục connection, bấm vào connect và ta chọn cấu hình kết nối truyền thông đến thiết bị. Cách kết nối là serial port, cổng cơm chúng ta sử dụng là cơm 3, baud rate là 9600, 8 data bit non variety và 1 stop bit. Đây là cấu hình mặc định của loại cảm biến này và chúng ta nhấn vào nút OK. Chúng ta sẽ cài đặt một phần nữa trong phần setup là phần địa chỉ ID mặc định của thiết bị này là 1, vùng nhớ chúng ta đọc về là vùng nhớ 4001, chúng ta sẽ chọn một vùng nhớ. Sau khi nhấn OK, chúng ta thấy là đã kết nối. Sau đây em sẽ thử thay đổi tốc độ gió bằng cách là tác động lên cánh quạt. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta tác động thì giá trị đọc về vùng nhớ tốc độ gió là 4001, và giá trị này là giá trị truyền thông đã nhân 10 so với giá trị thực tế. Ví dụ ở đây chúng ta đọc về là 10 thì tương ứng thực tế của nó là 1 mét trên giây. Như vậy em đã giới thiệu xong các thông số kỹ thuật của cảm biến đa tốc độ gió RK102, cũng như là hướng dẫn các anh chị cách chúng ta cấu hình kết nối cũng như là đọc giá trị từ cảm biến về máy tính. Cảm ơn anh chị đã theo dõi ạ.